gọi lại nè. Bà con ơi. Trời ơi, ai lớp vô bạc bạc. Con hả? Con ơi đi. Con ơi. Trời ơi. Mọi người biết hồi này Thu cầm gì trên tay không? Hả? Tiền hả? Không phải tiền, nhưng mà cái này sẽ có tiền. Cái này là vé số. Mua vé số không phải có tiền mà có vàng lận á. Trúng giải độc đắc là 5 cây vàng. Trời ơi, nghe có lý quá, hồi nãy nghe Lưu Việt Hùng nói chứ. Chị có 100 không chị cho em? Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Đời ta ban cho ta cảm ơn đời, dù sống thương đau. Bay đây chết rồi trở về cát bụi, dòng khói nhau. Nào ai biết trước những số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lâu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chấp bền lâu như nước trôi qua cầu. Dù có đây rồi lại mất, cuộc sống mong mỏi xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Đừng vì tham tiền, đừng vì sang giàu bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi lá nao, mai này sẽ ra. Rồi lại mất cuộc sống.
Rồi ta đó, hung vậy đó, ai mà ghen đâu đó. Đó, mình hung như vậy đó nè. Mọi người tình thương mến thương, cái mua vé số ủng hộ nhà thờ, xong cái vừa ủng hộ mà mình vừa có được 5 cây vàng. Trời ơi quá đã, tại sao không, đúng không? Yeah. Đó, bây giờ Lê Thu sẽ hát một bài nữa. Xong rồi, đó, trời ơi dancer rất là nhiệt tình. Yeah con, yeah. Rồi Hồ Lệ Thu sẽ hát một bài nữa, xong là Hồ Lệ Thu sẽ vừa hát xinh gái giàu có hay nghèo hèn bất cứ thì cuối cuộc đời chúng ta cũng đi về một nơi, một nơi mà chúng ta ai cũng sẽ đến. Cho nên là khi sống trong cuộc đời này thì mình sống cho thật ý nghĩa. Ô đó, trời ơi đồ giá số lên rồi đó. Đó, sống cho thật ý nghĩa, mình cùng san sẻ tất cả những tình yêu thương và làm những việc thật là ý nghĩa trong cuộc đời, để từng giây từng phút mình sống trong đời này đều là những ngày thật vui và hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả những người xung quanh.